Hello hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay cho mình xin lỗi tất cả các bạn, trong 3 ngày qua mình có một chút việc gia đình. Nói chung là không tiện chia sẻ được, nhưng mà có một số chuyện gia đình nó rất là nghiêm trọng và mình không thể nào là làm được gì ở trong giai đoạn đó. Cho nên là mong tất cả các bạn hãy thông cảm và tha lỗi cho mình trong 3 ngày qua các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì mình trở lại và mình sẽ dành tặng cho các bạn một siêu phẩm thật hay để bù đắp cho 3 ngày qua đó. Chính là các bạn biết chưa? Biết không? Đó chính là Nagaroth phiên bản mưa mùa 15 này. Nó không còn mảnh như mùa 2, mùa 3 nữa. Thì liệu mình fit 5 mạng thì có chơi game được không? Và mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn, nếu các bạn có gặp cái hoàn cảnh các bạn fit nhá, các bạn không được bắt trước. Ví dụ các bạn sẽ gặp một trận đấu các bạn bị cướp rừng nè, các bạn sẽ bị team địch giết các bạn vài mảng đâu game, và đến phút thứ 6, thứ 7 các bạn mới được chơi game thì sẽ làm như nào? Thì nhấn tiền, mình hướng dẫn các bạn cách chơi Nagaroth thọt và cùng nhấn tiền một chút là chúng ta sẽ lật keo như thế nào và chơi game, phân tích bay vào thằng nào, làm như thế nào để vực lại được sức mạnh và làm như thế nào để chúng ta mạnh hơn. Thì clip ngày hôm nay vừa thử thách cũng vừa tặng tất cả bằng siêu phẩm. Và các bạn có thể thấy là mình đã chết 03, team mình 04. Và đồng đội chửi mình rất nhiều và thậm chí đeo team được mình thê luôn. Nó lỗi cả nhà mình lên thế này thì mình nói thật các bạn, chán thật cơ chứ. Chỉ là một trận đấu game thôi mà. Ôi giời ơi, các ống này mình, ôi giời ơi, cha mẹ ơi. Một trận đấu game thì dù mình có fit thế này mà các bạn lại chửi ác thế bấy. Và các bạn nên nhớ đấy là mình làm clip khuyên các bạn không bao giờ được bắt trước ở trong trận đấu rạch nhá. Các bạn thấy chưa? Ôi ơi, nó chửi mình không trượt phát nào luôn. Rồi, và hiện tại mình còn một mạng nữa là sẽ hoàn thành 5 mạng. Nhưng mình khẳng định cái thử thách này của mình nó khó hơn nếu các bạn một trận đấu thọt. Tại vì sao ạ? Bởi vì đồng đội kia, team của mình thứ nhất là sẽ bị sáng trận tâm lý này. Và cái thứ hai là team địch nó đi gánh rất là hiệu quả, bởi vì không còn sự phản gánh của mình. Cho nên là nếu các bạn gặp một trận đấu nắng rất thọt như này, thọt như một con lọt trọt đấy, thì chúng ta sẽ làm như nào? Đương nhiên nếu các bạn hãy nhìn đi, nếu mà team mình chưa mất chủ nào thì đó là một điều may mắn của các bạn. Còn cái tiếp theo mình sẽ phân tích làm như thế nào để giữ một trận đấu, thì đó nó rất là đơn giản. Đó chính là đơn giản thôi các bạn. Chúng ta phải giữ được 3 đường lính của 3 cái trụ thật cao, hoặc không cho team địch cống trụ. Đó là cái thứ nhất, nếu làm được thì càng tốt. Nếu mà không làm được thì sao? Thì điều đầu tiên phải khiến cho chúng ta sánh một chút, phải cho chúng ta có đô để chúng ta bắt lẻ được. Thì lúc đó chúng ta mới gánh được team. Các bạn này, có thực mới vực được đảo. Các bạn muốn gánh team thì các bạn phải mạnh, phải khoe. Thì nhiều ống mình nổ thật các bạn, nhiều ống thọt vãi chày. Nhưng mà để tao gánh bay vào thì bốc hơi các bạn ạ. Đấy, thì cho nên các bạn muốn gánh team, điều đầu tiên các bạn phải khỏe các bạn nhá. Thì muốn khỏe làm gì ạ? Thầy huấn là dặn rồi đấy. Có ăn thì có làm thì mình có ăn các bạn nhá, có phám thì mình có tiền. Còn những cái thể loại mà không phám mà đòi có tiền, đòi có vàng, đòi giết người á, thì có mà ăn cơm và ăn ca nhá. Đấy, thể cho nhánh các bạn ạ. Đấy, những cái thể loại mà mình nói thật các bạn chơi game mà không phám mà đòi có ăn thì mình nói thật các bạn thì hãy nghỉ game luôn. Đấy, cho nên là điều đầu tiên mình sẽ đi phám các bạn nhá. Còn mình có thể lướt qua một chút là hiện tại cái team của mình sẽ thủ được trụ. Cho nên mình sẽ không cân nhắc, không cân ngại và không cần phải tốn thời gian để ra đường thủ trụ làm gì. Và điều đầu tiên là mình sẽ tập trung phám chảy máy, phám hết sức. Khi nào cái lượng vàng của mình đạt ngang ngửa team địch, hoặc mình sẽ cắn được răng, mình sẽ có đủ đô để giết được team địch, thì lúc đó là cái lúc chúng ta sẽ lật keo. Còn bây giờ chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận với cái thế là 1-9. Chúng ta chấp nhận cái thế chúng ta thua thọt team địch. Còn bây giờ thì mình sẽ đi ngang qua và ghé thăm con bùa đỏ của cái Kera. Thằng Kera rất chủ quan các bạn nhé. Nó đánh rất chủ quan đấy. Cho nên chúng ta sẽ vìn vào cái thế chủ quan của nó mà chúng ta sẽ lật được keo. Rồi, các bạn có thể thấy là bây giờ thì chưa làm được gì nhiều. Team mình đang bị team nó đuổi Summoner và chảy sấp mặt. Cho nên là không quan trọng. Bây giờ các bạn quan trọng nhất nghe mình phân tích nè. Đấy, làm sao để lật keo khi các bạn có đô thôi. Đấy, thì bây giờ các bạn phải phân tích nhá. Team địch có những thằng nào ạ? Kera này, Whip này, Red, Richter và Vera nhá. Thì các bạn phải bay với thằng nào bắt lẹ. Đương nhiên mình sẽ bay thằng Whip là cái thằng bị ưu tiên.
ưu tiên hàng đầu, bởi vì mình sẽ, bởi vì cái lượng đá mình không mạnh nhưng mình có thể kết liều được nó nếu solo 1-1. Đấy là cái quan trọng nhất để chúng ta lật kèo nhá. Mình sẽ ké thằng Quýt nhất và thằng Quýt sẽ là cái thằng lợi thế cho mình, hoặc thằng Ben Há các bạn nhé. Còn thằng Victor và thằng Gret, chúng ta không nên lao vào nổ trước khi combat. Đấy các bạn thấy chưa, cái thằng này nó đi cấp rừng mình, mí nhờ tao nhá, mí nhờ cái mặt tao ke ra nhá, mí phải nhờ cái mặt của tao đấy, chờ tao thì các bạn thấy chưa nè, khổ như nè. Cầm con nái cái đó thọt cái tên nó đe nó sấp mặt đấy, thằng xà thủ nó có sở binh đấu các bạn. Ôi dồi ôi, cái thằng xà thủ này mà các bạn đang mà xem này, nó đánh nó không sở binh ạ. 2k7 vàng phút thứ 5 đây. Mình sẽ cướp luôn cho mình cái con búa sánh này. Và khi có búa sánh này thì các bạn sẽ dễ hiểu, mình sẽ sánh và được bay nhảy. Các bạn yên tâm nhé, thằng Whip là cái, và thằng Vera là cái thằng chúng ta sẽ vận dụng vịn vào đấy để chúng ta khai thác và bắt lẻ nó. Các bạn nên nhớ trong một trận đấu chúng ta phân tích, chúng ta phải biết mình là ai trong một trận đấu đó, chứ đừng có nghĩ là tao Nagaroth thì tao bắt được xảo thủ như tao sợ gì ạ. Nếu không có đồ thì bắt được ái ạ, à, thọt vai chay thế này mà ông đòi bắt thì vớ vẩn. Nhưng mà các bạn phải phạt nhé, khi mình đưa về được cái thế Nagaroth của ngã xà thủ rồi thì lúc đó các bạn mới có quyền bắt xà thủ nhá. Còn bây giờ mình nói thật các bạn ạ, đi phàm thôi, thằng xà thủ nó bay trước mặt mình dám làm gì ạ. Đấy, cho nên cái quan trọng là tâm nửa phút thứ 7, thứ 8 thì lúc đó mình sẽ bắt được xà thủ đấy thôi. Victor này phải chấp nhận, các bạn phải chấp nhận thôi, vì ta thọt mà. 3k7 thằng Whip là 13k7 thôi, ta ngang vang rồi thôi. Và chỉ chờ một chút, mình có thương xuyên phá thì mình sẽ giết được thằng Whip. Khi giết thằng Whip thì sẽ giết được Vera. Khi giết được Vera thì sẽ giết được Kera. Giết được Kera thì tán được thằng Victor. Tán được thằng Victor thì tát được thằng Gret. Mà tát được thằng Gret là win luôn các bạn nhé. Đấy đây đây, các bạn thấy mình phân tích chưa? Rồi, bây giờ thì mình chuẩn bị lấy được, mình chuẩn bị có đô mảnh rồi. Cho nên đây là cái giai đoạn mình có thể lật được kèo nhé. Đấy, các bạn có thể thấy, nếu mà mình không làm gì, không đi gánh bắt lẻ được thì tí mình các bạn để thọt nhá. Trận đấu này thua chứ. Nhưng bây giờ mình sẽ là thằng Whip. Thằng Whip là cái thằng mình sẽ đấy, rồi lật kèo, chính thức lật kèo. Đấy rồi, chưa ba. Chào bạn. Rồi, giết Whip thì hiện tại không có ai thì mình sẽ giết Gret các bạn nhá. Ôi giời, thằng vé ra một combo 90% bảo binh chết à. Các bạn ơi, các bạn hãy nhìn kìa. Thằng vé ra kìa, 90% máu mà nó một combo mình chết. Thì mình hỏi các bạn là mình chơi với ai á? Có mất ra đầu hoang vì Robinson, chơi với anh Robinson ở ngoài em tẩu chan. Thật là các bạn ạ, các bạn thấy chưa, tiến địch rất mạnh nhá. Cái điều đó thì chúng ta sẽ khỏi bắn cài rồi, bởi vì 8 phút game không chạm được vào cái tóc của thằng Vera thì mình hỏi các bạn, đó là cái điều rất là bình thường và hiển nhiên. Và cái phá này mình cảm thấy thằng Victor và thằng ấy đang đánh nhau thì mình sẽ tận dụng bay thật nhanh và chạy thật nhanh, và thậm chí mình bay luôn thật nhanh để mình có một cái mảng này đây. Rồi, chào các anh. Và khi mình ăn được cái mảng Whip và Crest thì lúc đó cũng là cái lúc mà mình có thể đi gánh được lẻ và Victor. Và đây là cái lúc chúng ta sẽ lật kèo nhá. Phút thứ 8 các bạn fit ở đâu game, những phút thứ 7 chỉ cho phép các bạn từ phút thứ 7 trở về. Các bạn phải làm thế nào, các bạn phải lối được vang ngáng chân xà thủ nó, thì lúc đó các bạn lật giải được tím nhá. Thì nhiều bạn đừng ảo tưởng là em thấy anh mơ sướng fit nắm mảng để em cùng vào giống như anh, xong phút thứ 7 em 12k vang, sao em không giải được tím với anh. Tàu thể tàu chán thật đó các bạn ạ. Phút thứ 7 thứ 8 em 2k vang thì anh hỏi về em là em đập thức nào chết ạ. Em nhá, em phải nhớ nhá, thay huẩn gọi có giày rồi, có lam thì mới có ăn đấy, có phám thì mới có tiền. Những cái thanh thân mà không thích phám mà thích bay vào giết được luôn thì thay huẩn là dặn nó có mà ăn cơm mệt là ăn ca nhá em nhá. Đấy, em cũng làm như anh mơ sướng, kết nắm mảng và đến phút thứ 8 sao em không giết được người. Mà vàng em lúc đó 2.000, tím địch vàng lúc đó 5.000, nó hơn em có 3.000 vàng anh ạ. Tàu chán thật đấy, cho nên nó phải phá với nhá. Đừng bao giờ hỏi anh mơ sướng là anh ơi, nhưng tại sao em lại không giết được người, vì cái lý do em không có vàng nhá. Đấy, phải đi phám. Và bây giờ thì mình sẽ phân tích cho bạn về cái phân tích các bạn về cái giai đoạn cuối game nhá. Chúng ta sẽ bắt vào thằng Vera. Như mình đã phân tích ở giai đoạn đầu game thôi, trong một trận đấu không phải sẽ có rất nhiều cái vị tướng, chẳng hạn thằng Mid nữa, thằng Rat đấy, thằng xạ thủ nữa, thằng Lavi hoặc thằng Cafeni hoặc thằng nào đấy. Những quan trọng nhất chúng ta phải phân tích và biết được cái con nào mạnh và cái con nào ta giết được
hoặc con nào ta không giết được để chúng ta có thể là chọn mục tiêu chúng ta bay vào combat. Chẳng hạn game này hiện tại bây giờ mình có thể bắt được 3 thằng Terra, Whit, Terra thì mình sẽ auto bay vào những cái thằng đấy thôi các bạn à. Các bạn thấy chưa, thằng Whit rất tỉnh đấy, đánh rất là hay, cái pha đấy rất tốt đấy. Thì cho nên bây giờ chỉ nhiệm vụ của mình là một mình có thể cấn được có thể giết 3 thằng đấy. Khi ha cử gì mình sẽ đánh thấp, bây giờ mình sẽ đánh cao lên. Và khi trong giai đoạn mình đánh cao đường lên thì mình sẽ thu hút được 2-3 thằng tiến địch. Thì đổi lại, đồng đội của mình sẽ được chơi game bắt đầu từ đấy. Các bạn có thể thấy, đây là một cái phản ánh rõ rệt giữa lúc mình triển khai những cái chiến thuật của mình và những cái lúc mà mình không làm gì. Thì sẽ các bạn có thể nhìn thấy đầu game và bây giờ là hai cái thực trạng nó phản ánh rõ rệt nhất để các bạn hiểu được. Khi các bạn nắm bắt được những cái chiến thuật của mình, các bạn biết được những cái mục tiêu các bạn bay vào như nào, chúng ta sẽ bắt lè được, chúng ta sẽ lấy được lợi thế, thì trận đấu đồng đội của mình nó sẽ rất nhàn các bạn nhé. Và với lại một cái thứ hai nữa rằng là các bạn ơi, các bạn đừng quên là hãy cho mình một like nhá. Mình rất ao ước được một clip mình lên top Thỉnh Thanh Game các bạn ạ. Nó sẽ không xa đâu, nếu các bạn tặng cho mình tầm 10k like rồi lên thôi trong một ngày ấy thì nó sẽ lên top từ Thỉnh Thanh. Và đó là một cái móng ước của mình và những cái tấm huyết, gọi là những cái, gọi là cái cháy hết mình của mình để dành tặng tất cả các bạn. Và các bạn đừng quên rằng tặng cho mình một like, mặc dù đó là miễn phí, nếu mà đó là thu phí thì mình thề của trời không bao giờ giảm xin các bạn, nhưng nó hoàn toàn miễn phí thì mình phải giảm xin đấy. Bây giờ thì các bạn có thể thấy được rồi, là mình có thể giết được bất kể cái thằng nào, từ là chúng ta thích tới thằng Kakak mình vẫn giết được, nhưng mà nó rất là lâu nên mình không khuyên các bạn ưu tiên hai thằng đấy nhá. Bất kể một trận đấu nào như vậy các bạn phải phân tích, biết được giết ai và biết được không giết ai, và giết thằng nào lâu thì chúng ta sẽ chọn nhá. Rồi và bây giờ thì thằng Vera nó khá mạnh, cho nên mình sẽ nè nó một chút, chỉ nhảy vào thằng Vera khi mình sẽ combo được nó. Không nên nhảy vào nó khi không có chữ ba, ná hết sáo chỉ với thằng nào càng chết càng tăng vang các bạn ạ. Khổ lắm, mình fit không nắm sao bắt đầu nó thể vang mình nhiều nhất bản đồ ấy. Thì bây giờ nó nói mình hack vang các bạn, 10k vang ở phút thứ 12 rồi. Mình đã nói rồi, có lan đi mày có ăn, ra xả hồi bướn trải lắm ăn á, liều nhiều thì ăn nhiều nhá, còn liều ít thì ăn ít, thì đừng ngồi ngôi là mất nói. Ông thì không chịu đi farm, thấy người khác trong những cái lúc ông đi chơi, ông đi gánh, ông không kêu đi. Những cái lúc đó tôi cắm mặt đi farm, tôi cắm mặt, tôi nhẫn nhịn, tôi nhẫn nhục để tôi đi farm. Sao ông nói đi, cái lúc để ông đi farm đi. Mà khi tôi thành công rồi thì ông lại nói tôi hack. Đấy các bạn, cái trò đời, cái thả hồi đấy nó như vậy đấy. Đấy, cho nên thầy Huấn nói luôn luôn đúng. Liều nhiều thì ăn nhiều, liều ít thì ăn ít. Đấy, quan trọng nhất đừng bao giờ có thấy người khác chăm chỉ hơn là gánh ghét, gánh gùng các thứ là không tốt các bạn nhé. Cho nên là trận đấu này thì mình khẳng định các bạn là đồng ý non, hy vọng, mình rất hy vọng tất cả các bạn hãy ghi nhớ cho bản thân mình rằng muốn lật keo được thì phải làm gì ạ? Đầu tiên, nếu được chúng ta phải thủ được trụ. Khi thủ được trụ rồi thì chúng ta sẽ phải phám chày máy để đạt được cái lượng vàng ngang hoặc hơn, và đạt cái lượng đô có thể kết liễu một đối phương. Thì lúc đó chúng ta hãy đi gánh, hãy đi bắt lẻ và đi đánh nhau. Còn trong giai đoạn khi đang yếu, không nên đánh nhau và hạn chế đánh nhau các bạn nhé. Phải cân cù là bù siêng năng. Đấy, cho nên là các bạn phải đi farm. Đấy, hạn chế nhất. Chốt lại này, không đánh nhau ở giai đoạn khi mình thọt, chỉ đánh nhau khi mình thắng. Giống như các bạn, ông cha tao ở câu đó, chỉ nên đánh nhau khi biết mình thắng hoặc hoa. Đấy, các bạn nhá, chỉ nên đánh nhau khi biết mình thắng hoặc hoa, hoặc chỉ khi bay vào khi biết được mình sẽ giết nó hoặc mình bay ra. Đấy, và các bạn thân yêu ơi, những cái cầm nát, những cái kinh nghiệm của mình luôn luôn chảy hết mình cùng các bạn. Hy vọng các bạn còn lắng nghe được clip này thì các bạn hãy tặng cho mình một like các bạn nhé. Và clip đến đây là kết thúc rồi. Và mình xin chúc toàn thể tất cả các bạn thân yêu của kênh Mơ Sướng có một ngày mới thật vui vẻ. Và tất cả các bạn ơi, mai yêu, bye bye.